tại quê của mình là ở Ninh Hòa, còn quán bún này là cái đặc sản ở ngoài quê của mình, ngoài đó có rất là nhiều quán bún giống như vậy. Thì ý của mình là mình nghĩ là mình sẽ đem cái món ăn ở ngoài quê vào để mà giới thiệu với thực khách ở Sài Gòn. Tất nhiên là tại ở ngoài quê mình, mà nó là gốc ở ngoài quê thì mình sẽ biết được ở nhiều cái cách nấu của nó khác nhau. Vào đây thì tất nhiên là sẽ có người trong nhà vào chế biến thử, sau đó thì tụi mình sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu để cho nó phù hợp hơn với cái hương vị của cái khẩu vị của người ở Sài Gòn này. Nhưng mà 90% là vẫn giữ được đúng cái hương vị ở ngoài quê. Ở đây các nguyên liệu mình sẽ có là giống như là chả cá, cá ngừ, hành giá là mình sẽ nhập trực tiếp từ ngoài quê vào. Cá ngừ là gia đình mình ở ngoài quê sẽ tận tay đi lựa từng con cá ngừ để gửi vào đây cho mình. Và mỗi ngày mình sẽ chọn những con cá ngừ tốt nhất, tươi nhất ở chợ Ninh Hòa. Còn những cái bún hoặc là rau thì mình sẽ sử dụng những cái nguồn nguyên liệu từ những cái nguồn mà uy tín, chất lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Tại vì công ty mình làm gần ở đây thì mình thấy mọi người vô ăn rất là đông, thế là mình cứ mình ghé vô mình ăn thử, thì từ đó mình thấy là ngon, mình cứ ghé thường xuyên. Mỗi lần tôi ăn tôi lại cảm giác như là nhớ quê hương. Tại vì tôi sinh ra ở Quảng Ngãi nên là con cá này nó có mùi vị của cái quê hương. Cá thì rất là dai, ăn cảm giác như tươi, nên là cá tươi, chả thì dai, nó rất là đậm đà, nó ngọt, cái nước nó ngọt hay là ngọt cái mùi cá chứ không phải là ngọt giống như mọi thứ bún hàng ngày như tôi ăn. Nói chung là thời gian đêm tới đồ ăn thì rất là nhanh, không có chậm chạp. Cái nước dùng này, cái cốt lõi của nó nhất là chả cá, có nghĩa là mà mình không có sử dụng những cái phụ gia hoặc là những cái nêm nếm đặc biệt nào cả. Nó là chủ yếu là do chính cái chả cá của bên mình nó ra, khi mà nấu chung á nó ra nước và nó ngon thôi. Tại vì cái nguồn chả cá mình cũng lấy cái loại tốt nhất ở ngoài quê mà mang vào, sẽ không có pha trộn những cái như là bột nè, hàng the, hồi chất bảo quản sẽ không có những cái thứ đó. Nên là mọi người ăn mọi người sẽ biết được. Tô bún ở đây thì tô thông thường thì mình sẽ là 28.000. Có đầy đủ, có cái nhiều loại chả cá hoặc là cá ngừ đó tùy từ khách chọn, là 28.000. Nếu ăn tô đặc biệt nhiều hơn nữa thì 35. Còn những cái bánh hoặc là những cái chả nem ăn kèm thì cứ 5.000 một cái thôi. Ở đây mình sẽ bán kèm là có nem chua, chả lụa. Mình cũng nhập ngoài quê vào. Thì tất cả là những cái bánh đó là những cái bánh, những cái món ăn mà nó dân dã, nó đặc trưng ở ngoài quê. Thì khi mình ăn mình thấy ngon thì mình quyết định mang vào để giới thiệu với mọi người. Mình thấy cá rất ngon, mình rất thích. Tại vì không có phải chỗ nào làm cá ngừ cũng không có, rất là nhiều chỗ làm không có được ngon. Thì cá ngừ thì nó cũng là cá biển đó, thì nó cũng phải đặc thù một tí, biết cách chế biến và rất là khéo léo thì mới chế biến được. Mặc dù là các bạn nấu cá nhưng mà nước dùng không hề bị mùi cá một tí nào luôn, là rất là ngọt, ngọt xương cá. Mình nhận được rất là nhiều phản hồi là rất là ngon. Thì tụi mình cố gắng giữ cái mức giá nó hợp lý nhất, nó vừa phải nhất và mang lại được cái chất lượng tốt nhất.